Và ngày hôm nay là một buổi chiều ngay tại Bắc Xế. Và Bùi Hồ muốn chia sẻ cho cô bác với anh chị về một trong những cái tuyến đường coi là diễn ra lễ hội bé nhất lớn nhất ngay tại nơi này. Và phía sau lưng Bùi Hồ đây là một cái chiếc xe bán tải được chở tất cả các bạn trẻ để tham dự lễ tế nước ngay tại đây. Mời cô bác anh chị theo Bùi Hồ nhé. Đây nè mọi người, rất là nhiều các bạn trẻ. Đi theo cái tuyến đường này đó thì mình sẽ không thổi những cái thiết bị di động. Tuy nhiên thì có rất là nhiều bạn trẻ đã chuẩn bị cho mình những cái túi đựng những cái thiết bị di động mọi người. Một cái cách an toàn nhất mà để không bị ướt nước trong những ngày Tết này là mọi người đừng đi đâu cả. Đúng bia cho uống luôn.
nãy thì cũng đã ướt hết rồi mọi người. Ướt thì cũng đã ướt luôn rồi. Tuy nhiên á là đến đây á thì cũng đã mình mẩy cũng đã gần như là ướt sũng để chia sẻ cho cô bác anh chị những cái thước phim như thế này. Lúc nãy anh em đi ra ngoài đường dự định là đi ăn thôi, không có chuẩn bị trước, tuy nhiên á là lại gặp những cái lễ hội tạt nước mà nó cực kỳ hấp dẫn và vui như thế này. Chỉ hai một con tuyến đường khoảng hơn 500 mét thôi, mọi người có thể thấy nè. Ở đây thậm chí là người ta treo cả đèn chớp và mặc cùng một chung một bộ đồ luôn nha mọi người. Bay đi, bay bay lâu. Bay đi, bay lâu. Đã quay được những cái thước phim bây giờ thì mình mẩy cũng đã ướt sũng hết mọi người. Tuy nhiên đã cho vui lòng hết thì bây giờ mình năm mới. Yeah, năm mới.
cái khu nhà nghỉ có tên là Maggie Hotel và Bùi Hồn sẽ nghỉ ở đây nè mọi người. Thấy mọi người chơi ở đây rất là vui đúng không? Dạ ok. Để em con thay đồ đúng không? Em nghỉ ở đây. Việt Nam. Em bẻ cái túi ra này trong kia. Đến mời một ly bia thì mình phải uống cho vui. Lên lầu lại chơi, lên lầu vui lắm. Vui lắm.